Hôm nay chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở những kiến thức Phật Pháp thông thường. Hãy chuẩn bị để trải nghiệm một cuộc hành trình đầy cảm hứng cùng Thầy Thích Pháp Hòa, một trong những bậc thầy tu hành với phong cách giảng Pháp không thể nhầm lẫn. Thầy không chỉ là trụ trì của tu viện Trúc Lâm và tu viện Tây Phương tại Edmonton, Canada, mà còn là một trong những người truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất trong cộng đồng Phật tử ở khắp mọi nơi trên thế giới. Với lối diễn đạt gần gũi và tinh tế, Thầy Thích Pháp Hòa sẽ dẫn dắt chúng ta qua những bài giảng đầy ý nghĩa, kết nối sâu sắc với những vấn đề trong đời sống. Đừng chỉ nghe, hãy cảm nhận và để những chia sẻ của Thầy trở thành ánh sáng, soi đường cho hành trình tâm linh của bạn, sẵn sàng mở ra một thế giới mới. Đừng bỏ lỡ! Đây Pháp Hòa không phải khoe nha, nhưng mà Pháp Hòa kể cái điểm. Lúc Pháp Hòa học xong lớp 9 á, thì Pháp Hòa muốn đi tu. Thì từ nhỏ ở trong nhà đó, là ba mẹ Pháp Hòa đều biết rằng á, trước sau gì Pháp Hòa cũng đi tu. Nhưng mà muốn tìm cách giữ mình lại được lúc nào hay lúc đó. Thì cái năm đó học xong lớp 9 rồi, lớp là 15 tuổi, thì Pháp Hòa quyết định là mình sẽ đi tu vào năm này. Thì cái buổi chiều hôm đó Pháp Hòa mời ba mẹ Pháp Hòa ngồi xuống, thì Pháp Hòa quỳ xuống, mình lạy để mình xin. Thì mẹ Pháp Hòa biết liền, bà già khóc lên, nói là con muốn đi tu phải không, con muốn đi tu phải không. Thì khóc lên và không có cho đi. Đã rồi thì bà mới nói với Pháp Hòa là thôi bây giờ muốn đi tu á, thì học xong lớp 12 đi rồi đi tu. Thế thì thế là Pháp Hòa cũng nương vào cái câu nói đó, rồi thôi cũng không muốn mẹ mình buồn, thôi cũng chấp nhận đợi xong lớp 12 đi tu. Thì cái đêm đó Pháp Hòa tóc dài muốn đi ra ngoài hớt tóc, thì sư phụ Pháp Hòa mới nói thôi con á, thì đâu có cần kiểu cọ làm chi, đi ra ngoài hớt tốn tiền, sẵn thầy có cái tông đơ ở đây để thầy hớt cho. Thì thầy thì có cái ý tốt là muốn cắt ngắn gọn lên thôi. Cái thầy mới chỉnh hồi cái không biết làm sao, cái tay thầy nó trật, cái nó hớt nguyên chỏm phía sau. Cái bắt đầu thầy thấy là tá quả rồi, tự nhiên mình hớt tóc cho nhỏ mà nó lõm chỏm, thì thầy mới chỉnh một chút làm sao hồi cái chỉnh của nó cạo trọc cái dưới này hết, nó còn có cái khoanh về nhìn y như cái miếng dừa khô. Thì Pháp Hòa đi về nhà, cái ông già Pháp Hòa ông nhìn cái đầu của ông, ai cạo cái đầu mày vậy? Pháp Hòa mới nói thầy trụ trì trên chùa, thầy muốn hớt thiệt, nhưng mà tại thầy làm hư tóc cho nên thầy chỉnh. Ông già mới nói hớt cái đầu gì mà kỳ quá, thôi cạo luôn đi. Cái thì Pháp Hòa mượn cái cớ đó Hòa cạo tóc. Nhưng mà cạo tóc thì đâu có nghĩa là đi tu, tại do tóc mình hớt hư thôi. Và Pháp Hòa rất là sợ là ba mẹ mình bắt mình phải cạo tóc để tóc trở lại, cho nên mới lén xin một thầy cái đồ cạo râu á bằng lưỡi dao á, cất ở trong toilet á, cứ sáng nào cũng vuốt nước lên rồi cạo, để như là không bao giờ để cho tóc mọc lên lại, rồi để có cái cơ hội để mình đi tu. Thì Pháp Hòa nhớ có một buổi trưa đó Pháp Hòa ngủ, thì trong cái ngủ của mình á là nó không có say, thì Pháp Hòa thấy có một cái ông to bự, thiệt là bự, mà cái chân của ông mình đứng mình nằm á là chút xíu dưới chân ông thôi. Thì ông vồn tới mặt Pháp Hòa vậy nè, ông mới nói tại sao giờ này chưa đi. Thì Pháp Hòa giật mình, mà người mình nó toát mồ hôi vậy, tại thấy cái ông khổng lồ quá. Thì sao Pháp Hòa nghĩ ra chắc có lẽ là các vị thiện thần hộ pháp, cho nên quyết định đi tu mà tu lén, không có dám nói. Cho nên cuộc đời Pháp Hòa đi xuất gia thọ giới sa di là lén lút. Pháp Hòa còn nhớ rất rõ, đó là đúng ngay ngày rằm tháng 7. Thọ sa di chỉ có thầy truyền giới cho Pháp Hòa với vài ba Phật tử, mẹ ba Pháp Hòa không dám báo. Thọ giới xong rồi thì có một bác phone về báo cho mẹ Pháp Hòa biết là cháu nó đi tu rồi. Bà già mới khóc một trận ở nhà. Rồi xong rồi mẹ Pháp Hòa về nhà, thì mẹ Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ á đi tu rồi, nhưng mà mẹ đâu có nỡ xa con liền được. Thì Pháp Hòa mới nói thôi vậy cũng được, một tuần lễ con ở nhà với mẹ 4 ngày, con ở chùa 3 ngày. Thì cũng ngay lúc đó
thầy sư phụ mình á, vừa phủi tóc cho mình truyền giới sa di xong thì có công việc phải đi một tháng, chùa không ai coi. Pháp Hòa mới lấy cái cớ là chùa không có ai coi chừng, con phải ở chùa con coi chừng. Mà quý vị biết đi học là cầm cái cặp da trong tập á, mỗi ngày về nhà tha một chút. Tha xong bà già vô phòng thấy trong phòng trống một chút, cuối cùng bà cũng biết là không giữ được. Thì như vậy thì cái mà giúp cho Pháp Hòa quyết định một cách mạnh dạn đó là nhờ ông hộ pháp ở trong cái giấc chiêm bao đó. Như vậy thì thưa đại chúng, ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng khi cái tâm mình khởi, hoặc là do cái công đức mình tu, các vị thiện thần người ta khuyến tấn mình. Thỉnh thoảng quý vị thấy quý vị đi vô chùa tụng một thời kinh với đại chúng thì biết rằng các vị khuyến khích mình bước, nghe là thăng tiến nữa trên cái bước đường tu học. Thì một lần đó vua Ba Tư Nạc đến gặp Đức Phật và cho Đức Phật biết rằng ông có 16 điềm chiêm bao. Thì ông có kể cho Đức Phật nghe điềm chiêm bao thứ nhất. Vua mộng thấy một cái cây bỗng dưng thu nhỏ bất thường, nghĩa là cao hơn gang tay mà đã đầy hoa trái. Chắc tại hồi xưa không có bonsai. Đó là cái cây nó lớn rồi nó thu nhỏ lại mà có hoa trái. Thì Đức Phật mới báo cho biết rằng đó là điềm báo việc sau này loài người càng ngày càng đắm nhiễm cái dục lạc. Tức là tự nhiên cái cây lớn mà nó thu nhỏ, thì Đức Phật nói rằng đời sau, tức là tương lai, ở trong tương lai, con người mình sống chạy theo cái xa hoa, cái dục nhiễm nhiều hơn. Vua mộng thấy một con bò cái tìm đến bú sữa mấy con bê bé xíu, thay vì thường tình thì ngược lại. Quý vị thấy không? Thí dụ như con bê là cái con bò nhỏ, thường nó phải bú sữa mẹ. Tại sao ở đây ngược lại là con bò lại đi bú sữa con bê nhỏ? Thì Đức Phật nói rằng đó là cái điềm sau này những bậc cha mẹ phải sống hệ lụy với con. Bây giờ quý vị thấy đúng không? Muốn đi chùa phải ngồi cửa chờ con về đưa, phải không? Đó. Muốn làm gì cũng phải nhờ con. Vậy thì Đức Phật báo trước. Mà bây giờ biết bây giờ mình mà lỡ mà hôm nào mà ngồi mà chờ con đừng có buồn, vì đây là điều Phật đã nói trước, phải không? Mà bây giờ ở một cái quốc gia, một cái hoàn cảnh, một cái xã hội như vậy mà chúng ta không tùy thuận, đó là một sự thật thôi. Vì con cái đi làm không có thời gian, rồi mình muốn đi đâu thì đợi con cái về mới chở mình đi. Mình hiểu cái đó, mình không có trách mà cũng không có buồn, mà chúng ta sống biết tùy thuận. Rồi các con nghe được điều Phật nói thì nhớ là phải làm sao để cho cha mẹ bớt những cái buồn khổ do đời sống tuổi già, lúc nào cũng phải tùy thuộc vào con. Ngay cả nhiều khi có những người sống chung với con biết rể không có dễ, cho nên đôi lúc á, dậy rồi mà không dám ra, sợ rụt rịch rể phiền muộn. Hay là sống chung với dâu biết dâu khó khăn, cho nên nhiều khi thức dậy rồi mà muốn ăn trước cũng không dám, sợ làm ồn nó ngủ không được rồi mai mốt nó kiềm ràng. Thí dụ như vậy. Cho nên Đức Phật, ông vua Ba Tư Nạc nói với Phật: con nằm chiêm bao, con thấy một con bò trái, phải không? Bú sữa những con bò nhỏ. Thì Phật nói đời sau này, tức là có những người đời sống của chúng ta phải hệ lụy. Vua mộng thấy một người bỏ bê những con bò cao khỏe mạnh, thay vào đó những con sử dụng những con bê thấp bé vào việc nặng nhọc. Tức là có hai con bò lớn nó đang kéo xe, thì người ta lấy hai con bò lớn đó ra đi, người ta lại thế hai con bò nhỏ vô một cái chiếc xe lớn như vậy. Thì quý vị thấy, nghe thôi mình tưởng tượng được cái hình ảnh là nó làm sao. Nó yếu ớt, nó lạng quạng, nó không có quân bình. Thì Đức Phật mới nói rằng đó là một điều báo trước rằng ở đời sau có những người bất tài mà phải nắm quyền trong tay. Tức là những người người ta không có cái tài, cái năng, không có cái đức mà người ta lại nắm trọn những cái quyền hành
để người ta quyết định thì chúng ta cũng chịu. Vậy cho nên người xưa thường hay nói, mình không có tài mà ở địa vị cao là nguy hiểm. Tại không có tài mà mình ở trong địa vị cao quá, không có công mà hưởng bổng lộc nhiều là nguy hiểm. Ví dụ như mình, cho nên đời này cũng vậy. Quý vị thấy là mình qua đây tuổi già, đâu có đi làm, tự nhiên mỗi tháng chính phủ cho mình mớ tiền. Ta là mình không có làm gì mà hưởng, phải không? Thì nhớ là cái hưởng đó là của nhiều người đóng góp, có dư bố thí chút ít. Cho nên cái đó là cái cho mình biết rằng đời trước mình có cho nên đời này mình có hưởng. Nhưng mà có phước đừng có hưởng hết. Mình lãnh ra cái check là mình hưởng, ví dụ như trả tiền nhà, tiền ăn, tiền gì đó, rồi lâu lâu mình trích ra, hoặc là mỗi tháng mình để dành 5-3 đồng, được vài trăm cái mình gửi mình bố thí cho cái người nghèo hơn mình. Mình không có cho nên chính phủ mới cho. Nhưng mà có những người, người ta còn tệ hơn mình, ta ở một cái quốc độ mà người ta không hưởng được những cái đó từ chính phủ, thì mình nhớ nghĩ tới họ, mình cho để tiếp tục gieo. Lẽ ra mình phải chung số phận với những người đó đó, nhưng mình phước mình hơn chút, mình được ở cái chỗ tốt hơn. Thì đó là cái điềm mà Đức Phật thấy. Hai con bò lớn bị đổi bởi một con bò nhỏ, thì Đức Phật nói rằng thế gian sau này, ở trong xã hội, có những người người ta không có cái tài năng mà người ta lãnh đạo. Cho nên Đức Phật dạy, ở trong nhà đó, bậc làm cha mẹ muốn thống lãnh con cái, muốn dạy dỗ con cái, thì người đó phải có cái đức. Mà mình để tiền của lại cho con á, nó không có giữ. Để sách vở lại cho con, nó không có đọc. Thấy không? Nó có ba cái mà chúng ta để. Một là tiền của, hai là sách vở. Mà cái đó thì tiền của thì con phá, mà sách vở thì nó bán. Mà có một cái mà nó không có bán được, mà nó cũng làm gì được á, là gì? Cái đức. Mà cái đức đó đó không có thấy, nhưng mà nó là cái kế lâu dài. Ư minh minh chi chung, trường cửu chi kế. Thấy nó mờ mờ ảo ảo mà nó lại là cái kế về lâu. Pháp Hòa mới nói quý bác có lớn tuổi, bây giờ lúc còn khỏe về chùa công quả, bây giờ mình không còn làm được, cái tự nhiên tuổi thân. Hỏi bác tuổi gì? Nói dạ tuổi dần tuổi ngọ, mà hễ đụng tới cái nó tôi tuổi thân. Mà dần rồi thân, mà thân thì tới cái gì hà? Tị. Tị là cái gì? Ganh tị. Cho nên đừng có tuổi thân. Mà thấy trẻ làm được cái ganh tị. Mình á, lúc trẻ vô nấu cho người ta ăn, bây giờ già không nấu được, ngồi niệm Phật, lên chánh điện niệm Phật. Niệm Phật để cho mấy bạn già thấy mình niệm Phật niệm theo. Đó là mình thuyết pháp vô ngôn. Rồi mình niệm Phật á, cái âm ba niệm Phật của mình nó chan hòa trong đạo tràng, nó ban cái phước cho đạo tràng. Rồi cái sâu chuỗi mình dùng á, niệm cho nhiều đi, để cái lực của mình nó vô cái sâu chuỗi đó. Có trăm tuổi già nhớ để sâu chuỗi đó lại cho con cái, để nó giữ cái đó, nó tiếp tục nó niệm. Quý vị thấy không? Thành thử ra cái sâu chuỗi nó không có đáng giá, nhưng mà trường cửu chi kế. Không thấy được mà trường cửu chi kế. Và quý vị đọc một cái câu Phật Pháp hay, quý vị biết vào. Như hôm chiều này Pháp Hòa có nghe kể một cô Phật tử đi dự khóa tu rồi mà đột xuất là cô bị bệnh rồi cô mất. Lục cái giỏ cô ra không có một cái gì hết ngoài một câu trong cái giỏ thôi. Đó là cái câu là sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Cái câu đó là cái câu mà chúng ta được học từ cái tiếng Hán là triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Thì quý vị mới kể và nghe là cái bà đó, cái cô đó, khi mà ngã bệnh ra ở giữa đại chúng, ta lục cái giỏ ra không có tiền, có gì hết, chỉ con câu thôi. Thì cái câu đó lưu lại cho mình gọi là gì? Trường cửu chi kế. Mình nghe cái câu đó nhắc nhở cho mình. Như có một đạo hữu, ông đi dự khóa tu, ông học được câu, ông chép trong cái xe của ông, rồi khi mà ông mất thì trong cái xe để lại cái câu: lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống.
Bây giờ con cái lục ra trong xe, ba không để lại gì cho mình hết á. Ba để lại một câu đó. Và cái câu đó ông ghi cho ông học, mà cũng là cái truyền đạt lại cho con. Rồi chúng ta nghe được cái câu đó, chúng ta cũng học đó. Sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Phải không? Người sống trong năm, người sống trăm năm không thấy đạo lý, chi bằng sống một ngày mà thấy đạo. Người sống một ngày mà người ta thấy đạo á, thì người ta an lạc, ta khỏi hơn là người sống trăm năm mà đau khổ. Đau khổ do chấp trước. Cho nên vua Ba Tư Nạc nói như vậy. Rồi, có một điểm nữa, ông vua Ba Tư Nạc nói bạch Đức Thế Tôn, con thấy có một con ngựa, một cái đầu mà hai cái miệng. Đức Phật nói cái đó là cái điềm ở trong đời sau. Có những người, người ta lợi dụng luật pháp, người ta ăn tiền hai đầu. Có không? À, tức là người ta hiểu luật, cho nên á, bị cáo cũng bị ăn tiền, mà nguyên cáo cũng bị ăn tiền luôn. Cho nên nhiều khi bây giờ mình không khéo, cái mình đem cho người khác hưởng dụng ha. Ở trong Thiền Lâm Bảo Huấn á, có kể một câu chuyện là có quý thầy với nhau, do chia những cái vật dụng trong chùa không có đều rồi phiền hà với nhau, thì mới mang lên cho Hòa Thượng Đại Giác, mang cái chuyện đó lên gọi là mét ngài, thì Hòa Thượng Đại Giác mới quở. Hòa Thượng mới kể một câu chuyện. Hòa Thượng nói mấy ông không có nhớ, đời xưa có hai người, một người tên là Huệ An, một người tên là Huệ Minh. Thì một cái ông, hai ông này là con của hai ông già. Thì cái ông già con ba của Huệ An á, lúc có tiền á thì không có đem đưa cho con cái, sợ con cái làm hao của, cho nên mới đem gửi ba của Huệ Minh. Thì khi mà ba Huệ Minh sắp mất, thì mới để cái tiền của lại cho con của ông và dặn rằng sau này con mang tiền của ba nè, ba của họ gửi đó, trả lại cho con họ. Thì khi mà hai ông già mất hết rồi thì họ đem tiền họ trả với nhau. Thì cái ông kia không nhận. Ông nói thứ nhất là ba tôi gửi mà ba tôi không có nói gì hết. Pháp Hòa xin tạm dừng. Thôi thì để trong khi mà chờ đợi quý vị ổn định, Pháp Hòa hát 4 câu cho quý vị nghe, nó đúng với cái bài. Cái bài nói chuyện hôm nay là mộng. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Dễ không? Giờ quý vị cùng hát cho vui nha. 2, 3. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Cái bài đó nó dễ vậy đó. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Đó là sự thật, phải không? Rồi bây giờ mình nói tiếp chút nữa cho hết. Thật ra thì đây là 16 điều mộng của vua Ba Tư Nặc. Mà ở trong kinh á, những cái kinh mà nãy Pháp Hòa lược ra cho quý vị đó, là đây là những cái kinh mà Đức Phật đã dựa theo những điều mộng mà Đức Phật giải thích và hướng dẫn cho chúng ta tu. Và cái bài kinh mà vua Ba Tư Nặc nằm thấy 16 điều mộng này rất nổi tiếng. Cho nên Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe, nhưng mà chỉ trích thôi chứ không thể nói hết. Bây giờ mình nói một cái mộng nữa. À, nãy mình kể câu chuyện kia chưa hết nhé. Thì hai ông cụ thì mất rồi. Thì cái người con á,
mới nhớ là ngày xưa cha mình dặn như vậy, cho nên mang tiền tới trả cho người con kia. Thì ông kia ông không nhận. Ông nói gia đình tôi rất là nghèo, làm gì có tiền để gửi. Mà nếu mà ba tôi gửi, tại sao ba tôi không nói? Thì cái ông kia mới nói, không không, thật sự là ba anh có gửi tiền và đã dặn tôi rằng sau này trao lại cho các anh, vì sợ các anh không có biết gìn giữ. Hai bên không chịu ai nhận cái tiền đó hết. Cuối cùng phải đem lên cho bao chuẩn, tức là bao thanh thiên. Và ông cũng biết sao xử cái chuyện này. Thì cuối cùng á, quyết định là đem số tiền đó đi vào trong chùa một phần và bố thí cho người nghèo một phần, phần còn lại lên chùa làm lễ trai tăng cầu siêu cho hai ông luôn. Thì câu chuyện đó Hòa Thượng Đại Giác đã nói lại, tức là người xưa người ta đã giữ cái sự gọi là trung chinh, cái sự mà là hết lòng, gọi là chân thật như vậy. Cho nên vua mà thấy vua nằm chiêm bao, vua nằm mộng, vua thấy cái điều mà vua thấy một cái điều mà một con ngựa mà có hai cái miệng. Thì Đức Phật mới nói rằng trong đời sau có những người mà lợi dụng luật pháp và lợi dụng những người không hiểu luật, cho nên người ta làm tiền cả hai bên. Thì cái đó mình có thấy đời này không? Ông vua nói bạch Đức Thế Tôn, con nằm mộng, con thấy có một cái chén bằng vàng hứng lấy nước tiểu của một con chó rừng. Quý vị thấy không? Thường thường á, cái chén vàng á, thì để đựng gì? Nếu mà chén vàng thì phải đựng cơm, đựng thức ăn ngon, chứ tại sao lại đi hứng nước tiểu? Thì Đức Phật nói đó là cái điềm báo trước. Trong đời sau này, cái mức sống của con người chênh lệch. Thí dụ như là có những người thì quá giàu, có những người thì quá nghèo. Có những người người ta làm hết sức mà không có ăn, còn có người làm chơi chơi mà có. Thí dụ vậy, tức là cái mức sống trên là Đức Phật nói như vậy. Rồi Đức Phật, ông vua Ba Tư Nạc nói bạch Đức Thế Tôn, con mộng thấy một dây đàn, một cái người ngồi đang dây thừng, có một con chó ngồi dưới cứ nhai nuốt hết đoạn dây này đến đoạn dây khác. Thì Đức Phật mới nói, tại sao có một người thì ngồi chế, một người thì ngồi nhai? Thì Đức Phật ở nói ở đây, đời sau có những người, người ta có của nhưng mà người ta không biết sử dụng đúng. Tức là dây đàn thì phải làm gì? Phải làm để căng dây mà khải đàn, nhưng mà dây đàn này lại để cho con chó nó luôn. Ý Đức Phật muốn nói rằng đó là cái điềm mà đời sau này có nhiều người, người ta làm có của mà ta không biết xài. Quý vị có thấy cái đó không? Làm cực nhọc rất là nhiều, nhưng mà đi vô trong cái chỗ chớp chớp nó kêu là casino gì đó là hết. Cho nên nó kêu, nó chớp chớp, nó kêu come in đó. Rồi mình vô trong đó rồi mình cũng đai xuân cho mình á, thí dụ như rồi á, mình có cái thân thể khỏe, mình lại không biết sử dụng thân thể khỏe, mình rượu chè cờ bạc hay làm một cái việc gì đó để mà mình làm hao tổn sức khỏe của mình, hay là hoặc là mình có một hạnh phúc gia đình nhưng mình không có biết giữ, mình làm những cái việc sai quấy để cho gia đình mình phải đi tới cái chỗ đổ vỡ ly tán, nó nên như vậy đó. Rồi Đức Phật thấy, ông vua thấy một cái điềm chiêm bao nữa, là thấy có một nồi cơm mà có ba lớp, tức là lớp một lớp á, chín, một lớp nhão, một lớp sống, nấu cơm ba tầng. Thì Đức Phật, ông nói với Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng á, đời sau này chúng sanh càng bất thiện, khiến chư thiên phẫn nộ, ác nghiệp cũng chiêu cảm đến mức sống chênh lệch và cái chỗ thái hòa không còn. Thì quý vị thấy thiên tai chỗ này chỗ kia là do con người không có biết tạo cái thiện lành, không có biết tạo cái thiện nghiệp, mà mình tạo cái nghiệp xấu nhiều. Đức Phật nằm, Đức ông vua thấy rằng thiên hạ dùng một chút bơ tươi mà đổi lấy một miếng trầm hương đáng giá ngàn vàng. Đức Phật cho biết đó là cái điềm
mà người ta đã dùng Phật pháp để làm những việc không đúng. Ví dụ như là mình tới mình nói sao lúc này á, con ngủ, con nằm chiêm bao, con thấy con khóc, hay là tụng kinh con hay khóc, cái nói như vậy là chắc Phật thánh về dựa vô anh. Anh bây giờ phải đi làm cái chuyện gọi là hầu Phật, hầu thánh. Nhưng mà thật sự Phật thánh đâu cần mình hầu kiểu đó. Hay là bây giờ người ta nói cho mình nghe đó, là người ta là cái người chứng đạt cảnh giới thiền định, người ta có thể tiếp xúc với cõi trên. Mình cần gì mình nói với người ta rồi người ta tiếp xúc giùm cho mình. Những cái đó nó là không phải của Phật giáo. Cho nên nhiều khi đời này Phật tử do đâu mà chúng ta bị những cái đó nó sai mình, nó khiến mình đi theo. Bởi vì mình không có học Phật pháp. Nếu một người mà có học Phật pháp kỹ thì chúng ta biết rằng cái đó không có. Bây giờ đâu có cái chuyện mà, đâu có cái chuyện mà gọi là một cái vị thánh, vị thần nào mượn xác của ai đó để mà về biểu mình cúng quái gì đâu. Hay là đâu có chuyện do cái tâm mình loạn cho nên mình cần ngồi thiền để tâm mình tịnh. Đằng này mình nói ngồi thiền để mình đi đây đi kia, dạo cảnh này dạo cảnh nọ, thì cái đó người ta muốn nói gì ta nói. Nhưng mình xác định cái đó không phải là thiền của đạo Phật. Còn người ta muốn nói thiền của ai đó là quyền của người ta, phải không? Còn nếu mà thiền của đạo Phật là không xuất hồn đi đâu hết, không liên lạc với cõi trên, cõi thánh gì hết. Cho nên nếu mà chúng ta không khéo thì chúng ta lấy cái gì? Lấy cái thanh tịnh lâu năm của mình lại đổi lấy chút xíu đó, như là người ta lấy miếng bơ mà đánh đổ cái trăm ngàn lạng vàng một miếng kỳ hương vậy. Thì nói tóm lại, vua Ba Tư Nạc nằm thấy 16 điều và ông đã trình lên Đức Phật, mà Đức Phật đã nói cho ông biết, cho chúng ta biết là những cái điềm sắp xảy ra. Mà chúng ta biết để làm gì? Này đâu có đánh mình, đâu có biểu mình cúng quải gì, phải không? Cái này biểu chúng ta cuối cùng là để chúng ta tu tập. Cho nên nếu mà chúng ta thấy rằng ngày xưa Đức Phật cũng đã có những cái báo trước, để tự nhiên đời này chúng ta phải hiểu chúng ta là một Phật tử, thì chúng ta cần phải học Phật pháp, suy tư Phật pháp, ứng dụng Phật pháp để trí tuệ nó sinh. Ba công thức để phát sinh trí tuệ đó là nghe Phật pháp, suy tư về Phật pháp và ứng dụng Phật pháp. Mà chúng ta nói theo danh từ Phật học là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn tư tu. Mà nếu chúng ta có được cái này thì chúng ta sẽ là một Phật tử vững chãi trên nước đường tu của mình. Bởi vì giáo lý của đạo Phật có đầy đủ 4 yếu tố: giáo, lý, hạnh, quả. Quý vị nhớ 4 chữ đó ha. Giáo tức là có giáo lý. Có không? Có giáo lý không? Có. Rồi chữ lý là gì? Giáo tức là sự dạy dỗ. Lý là lẽ thật. Nói mà nói lẽ thật là giáo, là lý. Hạnh là gì? Hạnh là chúng ta ứng dụng, chúng ta làm. Và cuối cùng là kết quả. Giáo, lý, hạnh, quả. Dạy, nhưng mà dạy cho mình cái lẽ thật. Rồi từ cái lẽ thật đó chúng ta ứng dụng, chúng ta tu, thì chúng ta có kết quả. Rõ ràng không? Cho nên Phật pháp không có cái gì mà nó xa xôi, mà chính ở ngay cái đời, ngay đời này mà chúng ta nhận được. Nói tóm lại, hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng một cái điều là ai trong chúng ta thỉnh thoảng ngủ cũng có mộng, trừ Phật. Trừ những người mà đời sống của họ thanh tịnh, không suy nghĩ, không lo lắng. Còn một khi chúng ta còn lo lắng, còn suy nghĩ thì chúng ta sẽ có chiêm bao. Mà nếu mà là chiêm bao thì bây giờ muốn có chiêm bao lành thì chúng ta làm gì? Suy nghĩ lành, huân cái lành. Bởi vì hàng ngày cái gì chúng ta thấy, nghe thì chúng ta đưa nó vào cái bộ nhớ mà nhà Phật gọi là cái tàng thức, tức là cái bộ chứa, cái chỗ chứa đó. Khi chúng ta ngủ thì mắt, tai, mũi, miệng, thân ngủ, nhưng mà cái ý nó không có ngủ, nó làm việc, nó đi vô trong cái kho chứa đó, nó lôi mấy cái đó ra. Thấy không? Ví dụ như bây giờ khi quý vị mà ngủ rồi thì bây giờ ai mà
quơ tay mình đâu có cảm nhận nữa, phải không? Nhưng mà bình thường mà ai làm gì đó mình nhớ mình thu vô. Mà chính cái đó ban đêm mình ngủ hay là lúc nào mình ngủ say thì cái ý thức nó đi vào trong đó, nó mời những cái mà chúng ta chứa ra. Vì vậy mà chúng ta cần phải chứa cái tốt cho nhiều, để khi chúng ta có mất, sắp mất, thì những cái xấu nó không có xuất hiện. Ví dụ như quý vị để ý, ví dụ tại sao mình thấy thỉnh thoảng có một vài người sắp mất họ la hét lên, họ khủng hoảng, họ sợ. Đó là do những cái xấu mà lúc họ huân tập, lúc sắp mất nó chiếu lại. Cho nên hàng ngày mình sống là mình huân như một cuốn phim. Cái video vậy nó thâu hết. Rồi khi mình sắp mất thì cái cuốn phim nó quay lại cho mình coi. Rồi có khi mình hốt hoảng, có khi mình sợ hãi. Nhưng mà có những người thì sao? Chắp tay như là có những bậc thánh chúng đến tiếp dẫn, là do hàng ngày mình huân. Cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chúng ta cần phải có. Đức Phật dạy chúng ta tới thập niệm, 10 niệm lận. Nhưng mà bây giờ quý vị nếu mà dở nữa, không nhớ đủ 10 niệm, nhớ 6 niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. 6 niệm cũng được. Còn lỡ mà bây giờ nhớ không hết nữa đó, nhớ 3 niệm cũng được: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Phật là chọn Phật nào cũng được. Ví dụ như giờ mình có duyên với Phật Di Đà thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật. Mà niệm Nam Mô Di Đà Phật nó cũng có nhiều cách niệm. Ví dụ quý vị niệm á 3 câu trong một hộp chuỗi. Ví dụ như Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bấm hộp. Thì mình niệm 10 hộp là được 30 câu. Thay vì Nam Mô Di Phật bấm hộp, Nam Mô Di Phật bấm hộp, bây giờ 3 niệm một chuỗi: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật, một chuỗi. Có nhiều khi người ta 10 niệm một chuỗi: Nam Mô Di Đà Phật, 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 đủ 10 niệm một chuỗi. Cũng giống như mình đi gia đình Phật tử vậy đó. Ta biểu mình niệm: một ly chanh đá, hai ly đá chanh, tôi đố anh chị nào một hơi đem hết từ một ly chanh đá đến 10 ly đá chanh. Thế thì người ta chỉ ngay mình, thế là mình bị trúng cái mình phải niệm liền nha: một ly chanh đá, hai ly đá chanh, một ly chanh đá, bốn ly đá chanh, năm ly chanh đá, sáu ly đá chanh, bảy ly chanh đá, tám ly đá chanh, chín ly đá chanh, chanh đá 10 ly đá chanh. Mình niệm một hơi vậy cái là mình được không bị phạt. Thì bây giờ trong cách niệm Phật á, chư tổ có dạy chúng ta nhiều cách niệm lắm. Niệm theo hơi thở cũng được. Thí dụ bây giờ quý vị nào mệt á, niệm theo hơi thở. Thở vô A Di, thở ra Đà Phật. Quý vị nào yếu chân mà phải tập đi vòng vòng trong công viên, ở trong nhà, bước thật chậm một bước A Di, bước một bước nữa Đà Phật. Thay vì mình niệm đau quá, nhức quá, đau quá, nhức quá, cái nó đau thêm, nó nhức thêm. Bây giờ mình lấy cái tiếng niệm Phật đẩy cái đau, cái nhức đó ra: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn nếu mà lúc mệt quá cứ ngồi chắc chết chứ sống sao nổi, chắc chết chứ sống sao nổi, đừng có nhớ cái đó. Cũng giống như hồi xưa mà đắc kỷ mà lúc ho gà nói với vũ trụ vậy đó: chắc tiếp chết chứ đâu còn mong chi sống. Chẳng biết kiếp trước tiếp đây làm nên tội gì. Bây giờ mình không có niệm cái đó, không, mình ngồi mình nói trời ơi không biết tôi tội gì mà nó hành tôi quá, tôi bệnh tôi quá, không có niệm cái đó. Mình phải niệm Phật. Đau nhất thì cứ khi mà nó một cái cơn đau nó nhói lên là A Di, một cơn đau nó nhói lên là mình Đà Phật. Cứ như vậy mà niệm. Bên chỗ Pháp Hòa có ông cụ năm nay là 95 tuổi. Ông bị bệnh tim mà mấy lần nhồi tim mà không chết. Tại vì khi mà ông mệt đó, ông nằm ông để tay lên ngực nè, và ông niệm Phật theo cái thở của ông. Ông chuẩn bị sẵn sàng để đi mà, nhưng mà bây giờ không nhớ gì nữa hết. Cứ mỗi một lần đau mà hít lên A Di Đà Phật, niệm như vậy đó. Hôm rồi trước khi qua đây á, buổi tối Pháp Hòa vào bệnh viện thăm một ông cụ 84 tuổi, nằm bệnh viện. Thì Pháp Hòa mới vô thăm xong, ông Pháp Hòa mới nói: ông ơi, bây giờ Pháp Hòa niệm Phật cho ông nghe nha.
ông khỏe thì ông niệm theo, khi nào ông mệt thì ông khỏi niệm. Có quà niệm chậm lắm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái ông nghe chấp tam niệm theo, niệm hồi cái mệt cái ông nằm nghe, cái đâu chừng 5-3 câu thôi, ông chấp tay là ông xá. Nhưng mà không có mình vô lòng đâu có xá, ông đâu có niệm. Cho nên nếu mình đi thăm bệnh á, mình niệm Phật cho người ta nghe, thay vì mình nói chuyện thời sự, chuyện lung tung, người chết không có nghe đó nữa đâu. Cái người bệnh ta không có nghe cái đó nữa, ta cần nghe niệm Phật. Và cũng đừng nói cho người ta nghe, ông có sợ chết không? Hỏi sao vậy, con đang khai thị. Cái đó không phải khai thị. Mà vô ông hỏi, ông có muốn gì không, nửa chết thầy nào tụng? Sợ thầy bắt giớp rồi kiếm giớp. Không có nợ cái đó. Thế này niệm Phật, niệm Pháp. Niệm Pháp là mình nhớ mấy câu kinh. Quý vị tập nhớ mấy câu kinh, nhớ mấy câu kinh nào mà nó giúp được cho mình trong khi mình phiền não, khổ đau, nhớ mấy câu đó. Niệm Pháp rất có lợi. Niệm Pháp rất có lợi. Quý vị biết hồi nhỏ có bà thích coi mấy cuốn lịch mà nó có mấy câu thơ ở dưới á. Lúc mình xé lịch mỗi ngày nó có bà học rất nhiều từ những cái tờ lịch đó. Cứ mỗi ngày ra đọc câu mà trong đó là sẽ có một cái câu lành để nhắc nhở cho mình. Thì quý vị một năm quý vị gỡ 365 tờ lịch, ít nhất quý vị cũng nhớ được 60 câu. Nếu mà gọi là dở mà quên 300 câu kia đó, thì ít nhất cũng còn nhớ lại là 65 câu. 65 câu là đủ ăn rồi, phải không? Thành thử ra lý do tại sao Phật dạy chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Có một bà cụ ngày nào cũng lại học danh sám hối. Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, Nam Mô Đa Ma La Bạc Kim Đàn Hương Phật, mà tụng riết thâm nhập. Nằm ngủ mớ mà mớ nguyên thời sám hối. Mớ vậy phải không? À, còn bây giờ mình mớ gì đâu không à. Rồi cái thì mình mớ cái người kia mới vỗ cái bóp. Nói ông này ngủ mà nói chuyện sùm nằm tôi ngủ không được. Bà mới nói tại ban ngày bà nói hết tôi đâu có cơ hội tôi nói. Rồi ban đêm mà ổng dành ổng nói à. Thì thưa đại chúng, nói tóm lại là chúng ta chim, chúng ta ai ngủ cũng phải có chim bao. Thì bây giờ để tránh đi những cái chim bao mộng mị không tốt, thì chúng ta tập huân cái lành, để khi chúng ta đi ngủ cái lành nó xuất hiện trong chim bao. Có một ngày đó Pháp Hòa đi chuyến một chuyến máy bay dài, thì mình thiếp ngủ, thì khi giật mình á, cái tay Pháp Hòa đưa lên, Pháp Hòa xá, Pháp Hòa niệm một câu Nam Mô Phật Tử Đi Chùa Đúng Pháp. Niệm như vậy mà khi giật mình vậy á, trời ơi, mình ngó mấy người xung quanh họ ngó mình, nhưng mà Pháp Hòa mỉm cười là tại vì mình mừng là vì trong tâm của mình thường nghĩ cái lành, cho nên khi mình ngủ chiêm bao rồi mình cũng lành. Có đôi khi Pháp Hòa lên xe, Pháp Hòa thiếp đi á, thì lúc giật mình Pháp Hòa hay thường để ý coi cái trạng thái cái tay của mình để làm sao. Thì thường thường Pháp Hòa hay ngồi để tay như cái kiểu ngồi thiền ở trước lòng vậy nè. Thì khi thỉnh thoảng ngủ giật mình thì Pháp Hòa muốn để ý là trong khi mình ngồi mình ngủ ở trên máy bay hay là mình ngồi trên xe thì cái tay mình để làm sao. Pháp Hòa ví dụ vậy. Thì cho đại chúng thấy á, cái này á, tất cả là do mình huân thôi. Cho nên Phật mới biểu mình huân tu, phải không? Nếu mình huân tu, tức là tu là cái chuyển, mà mình huân cái đó thì trong tâm thức mình có cái đó. Rồi khi mình đi ngủ, lỡ mình có chim bao thì cái lành là hiện. Chứ còn ai ngủ cũng sẽ có chim bao. Và bây giờ chúng ta đừng muốn có chim bao xấu, thì chúng ta cố gắng huân tập cái tốt. Cái mắt mình là thấy nè, cái tai mình phải nghe nè, cái mũi mình phải ngửi nè, cái lưỡi mình phải nếm nè, cái thân mình xúc chạm nè. Mà nó khổ một cái, mắt mà thấy là phải nói, tai mà nghe là phải nói, mũi ngửi là phải nói, miệng nếm là phải nói, thân xúc chạm là phải nói. Cho nên rốt cuộc cũng cái miệng, phải không? Một cái miệng mà nó làm việc cho năm cái kia. Quý vị có từng thấy điều này không? Mà cũng may có một cái miệng. Chứ nếu mà chúng ta, quý vị để ý trên mặt mình, mũi thì hai lỗ nè, tai hai lỗ, mắt hai con, miệng mai phước con cái.
mà ăn còn sập nhà sập cửa. Sáng ngủ dậy là phải ăn cái đã. Ăn sáng vừa xong hỏi trưa nay ăn gì, phải không? Ăn trưa vừa xong hỏi tối nay ăn gì. Thậm chí trước khi đi ngủ cũng khổ nữa, mở tủ lạnh ra đứng ngó mai ăn gì, dở cái freezer ra mai ăn gì. Tại phải nghĩ coi mai ăn cái gì mới đem cái đó ra để xả đá mai đi chiều về làm ăn. Cho quý vị thấy không, nhiều khi Pháp Hòa ngồi và quán về cái diện mạo con người mình thấy cũng ngộ. Tự nhiên mắt hai con, tai hai lỗ, mũi hai lỗ, có cái miệng. Mà trong kinh Đức Phật nói, mà nếu mình suy nghĩ cho kỹ, trên thân thể mình nơi nào có gọi là cái lỗ đó, thì nơi đó toát ra cái dơ tạp, đúng không? Mắt thì có ghen, tai thì có gáy, mũi thì có cái kia. Mà thử bây giờ miệng mà thử ngủ dậy mà không đánh răng chịu gì nói. Cho nên Đức Phật gọi là cái tạp. Mà bây giờ chính cái tạp đó là cái mà chúng ta không thể bỏ. Thì bây giờ chúng ta phải tiếp xúc cái lành để nó lắng cái tạp xuống. Cho nên cái người á, cái người mà người ta có tu, có quán á, thì người ta không có ghét thân, mà người ta biết dụng thân. Bây giờ cũng có con mắt, nhưng mà thay vì mình nhìn, mình thấy, mình quýt, thì mình lấy con mắt để coi kinh, lấy con mắt nhìn để cảm thông, để thương yêu. Thay vì mình cánh tai của mình mỗi ngày nghe tiếng này tiếng kia, thì bây giờ mình nói với nó đừng có nghe cái đó nữa. Nghe là phải nói. Quý vị để ý coi, nghe là phải nói, thấy là phải nói, ngửi là phải nói. Bước vô cái gì mà hô rình vậy, cái gì mà thơm lừng vậy, tức là cái miệng của mình nó khổ vậy, nó nghe lời năm cái kia, mãi cái kia thấy thì nói, nghe là nói. Mà thậm chí ăn cũng vậy, vừa đưa vô cái gì mà dở ẹt vậy. Đó, thành thử là mình mới thấy rõ ràng. Chính vì vậy mà ngủ cũng nói. Tại vì nó không có nghỉ, nó không có thật sự nó nghỉ ngơi, mà nó làm ngược lại là nó suy nghĩ. Mà chính cái suy nghĩ nhiều, cho nên bắt đầu có chim bao, mà chim bao không lành. Cho nên bây giờ mình tập nha. Có những ngày mình tu á, đừng có nói. Tại vì mình nói nhiều là tổn khí, mình suy nghĩ nhiều là hao thần. Mà con người mình nó có hai thần, mình hai phần, thần với khí. Mình nói nhiều là hao tổn khí, suy nghĩ nhiều là hao thần. Cho nên mình muốn an tịnh là mình phải dừng cái đó. Ở trong nhà chùa thường dùng cái chữ chỉ tịnh. Chỉ là dừng, tịnh là lắng. Anh không dừng không thể lắng. Cho nên lúc đi ngủ là dừng cái thân, nhưng mà chưa dừng cái này. Bây giờ làm sao lên trên giường ngủ rồi thì dừng cái thân là không còn làm gì nữa, thì dừng luôn sự suy nghĩ tạp để chúng ta lắng nghe. Cho nên đừng có lo ban đêm đi ngủ mở băng tụng kinh có tội không. Thử bây giờ nghĩ đi, mở băng kinh như mở một cuốn nhạc, cái nào hơn? Nếu mình mở một cái băng niệm Phật, niệm cho mình, đưa mình vào cái giấc ngủ nhẹ nhàng, mà lỡ mình có đi luôn thì có tiếng niệm Phật đưa đi. Còn hơn người ta mình đang ngủ mà đi trong cái lúc mà nói một người đi với một người đi tới nụ cười hắn yêu. Trời ơi, bây giờ mình lúc đó cái thần thức mình nói tôi người đứng dưới cô liêu. Không biết đi đâu. Cho nên nghe nhạc không có tội, không có sao hết. Nhưng mà mình phải biết quân bình. Nghe nhạc là giải trí cho vui, đúng không quý vị? Nghe nhạc là giải trí, nhưng mà tu hành là chuyển nghiệp. Mình nghe kinh là để chuyển hóa cái nghiệp nghe, nói, nếm, ngửi của mình. Cho vì vậy mà chúng ta có quà ban đêm ngủ mở bằng, bằng giảng, mở bằng tụng kinh. Mà hồi đó tới giờ Pháp Hòa hay nghĩ vậy đó, không kể cứ mở băng niệm Phật, lỡ mình có chết bất tử, có tiếng niệm Phật đưa mình đi. Lỡ không có ai đưa mình đi, rồi không lẽ mình cứ nghe nhạc, thỉnh thoảng nghe cho vui. Nhưng mà biết rằng cái nhạc chỉ là giải trí hiện đời,
đâu có ai nói nghe nhạc để mà thăng hóa cái gì gọi là ấy, nhưng mà nó giải trí thôi mà. Thì thôi lâu lâu cho nó giải trí một chút. Giống như quý vị thấy quý thầy bây giờ cũng tùy thuận cái đó. Lâu lâu quý thấy quý vị bắt đầu nhắm mắt thiền định đồng ý rồi đó, thì quý thầy mới hát cho mình nghe câu nhẹ nhẹ để mình vui thôi. Nhưng mà thủy chung vẫn là phải nghe Phật Pháp. Thôi thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với đại chúng qua cái ý là ngủ thì phải có chim bao, mà thường không muốn chim bao xấu thì phải cố gắng huân tập suy nghĩ cái lành để chúng ta được cái chim bao lành. Và Đức Phật dạy năm nguyên do nào chúng ta có chim bao, phải không? Một là do mình thân thể mỏi mệt, nằm thế không đúng. Hai là tâm lý thường lo nghĩ, suy nghĩ cái gì, huân tập cái gì để ra cái đó. Ba là do nghiệp đời trước. Bốn là do thiện thần nhắc nhở. Năm là ác quỷ thần gì đó tha nhân người ta muốn xúi biểu mình đi đường tà vại. Để chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta hàng ngày cố gắng mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý tiếp xúc với những cái lành để chúng ta có được một cái đời sống an lành. Vì vậy mà chúng ta thường tụng nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành. Nếu nói theo thời gian thì nó có sáng, trưa, chiều, tối, đầu hôm, giữa hôm, vân vân. Còn nếu nói theo đạo lý thì sáu thời đó tượng trưng cho sáu căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Làm sao cố gắng tiếp xúc với cái lành để chúng ta có ngày đêm sáu thời đều an lành. An lành trong mỗi giây mỗi phút, hay là an lành trong tất cả các thời. Nguyện đức từ bi thường gia hộ. Chúc đại chúng an lành sáu căn để có giấc mộng đẹp. A Di Đà Phật. Qua phần câu hỏi ha. Kính bạch thầy, khi con tụng kinh tại nhà có cần chuông mõ không? Dạ xin thưa, chuông thì có thể thiếu, mõ thì không thể được. Chuông thì thể thiếu, mõ là phải có, phải có mõ mới tụng được. Không có mõ không tụng được. Vậy như ở đây nhà nào có chuông mà có, không có chuông mà có mõ không? Không có mõ đâu có tụng được. Đại chúng á, thời của Đức Phật không có chuông mõ. Bởi vì khi mà chư tăng thời Phật tụng kinh là theo cái đơn âm, tức là một âm thôi, một điệu thôi. Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Việt Nam thì chúng ta tụng bằng đa âm, tức là nhiều giọng. Tán kiểu này, tụng kiểu kia, rồi tán rơi, tán trạo, tán sắp, tán ngửa gì, tán đủ kiểu hết. Cho nên buộc lòng phải có chuông mõ. Vậy thì chuông mõ là phương tiện để hướng dẫn cho đại chúng tụng một cái thời kinh cho nó có cái âm điệu với nhau. Còn mình tụng ở nhà, nó cũng tùy trường hợp mà chúng ta có chuông mõ. Thí dụ như mình thỉnh chuông mõ mà người thân không phiền thì cũng không sao. Nhưng mà hoặc là mình một mình ở nhà mình tụng, mình không cần chuông mõ mà mình tụng theo bình thường cũng không sao. Trừ trường hợp mình muốn tập dùng chuông mõ để cho mình có cái quen, mai mốt mình về chùa mình tụng với mọi người một cách dễ dàng thì sử dụng. Vậy thì ở nhà không bắt buộc phải có. Và nếu như mà có thì mình phải quán chiếu rằng cái hoàn cảnh của mình được thỉnh bao nhiêu. Thí dụ như 4 giờ sáng dậy công phu mà người ta còn đang cong lưng ở trong phòng mà mình thỉnh mỏ kiểu đó là mình làm phiền hàng xóm. Thì mình phải biết tùy cái hoàn cảnh mà chúng ta sử dụng chuông mỏ. Cho nên chuông mỏ là một phương tiện. Và cái thứ hai nữa đó, chúng sanh do âm thanh mà phát tâm mà. Thí dụ quý vị muốn nghe giảng thì phải nghe, quý vị muốn hiểu Phật Pháp thì phải nghe giảng.
Mà bây giờ nghe giảng mà hồi xưa không có microphone thì cực lắm. Nói một câu thì cái hàng một nghe được mới xoay xuống hàng dưới nói lặp lại cái câu đó, cho nên một buổi giảng nhiều khi giảng có 10 phút à, mà phải chờ tới cả giờ, tại vì cứ như vậy mà truyền đi. Còn ngày nay bây giờ muốn người ta nghe được lời mình nói thì có cái máy này. Vậy thì cái máy này là phương tiện để cho mọi người người ta nghe rõ được. Thì thôi đại chúng, Pháp Hòa ví dụ như quý vị đi tịnh xá đó, của quý vị bên khất sĩ thì không có thấy tụng kinh bằng có mỏ, tụng bằng chuông, bởi vì cái âm điệu tụng một nhịp thôi thì rất là dễ. Quý vị thấy không? Còn mình tụng theo bắt tông á, âm này âm kia cho nên có chuông mỏ. Rồi chúng sanh mình là thích nghe âm thanh, thì bây giờ thay vì những cái âm thanh đời thì chúng ta tạo những cái âm thanh Phật Pháp. Thì không bắt buộc, có thì cũng tốt, không có cũng không sao. Dạ. Trời, nhiều dữ vậy đó hả? Con xin hỏi Thầy như thế nào là hạnh phúc đích thực, và làm thế nào để con có thể tìm được hạnh phúc đích thực? Câu hỏi này tức là trả lời rồi. Có giấy viết để viết câu hỏi này là hạnh phúc đích thực. Nhiều khi mình muốn hỏi mà không có giấy viết lấy gì hỏi. Chứ bây giờ người ta yêu cầu mình viết một câu hỏi mà trong giây phút mình có được tờ giấy cây viết là hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi chúng ta biết nhận được cái gì trước mặt mình đang có. Chứ hạnh phúc không phải đâu xa hết, mà hạnh phúc ngay trong cái giây phút này. Mắt mình còn sáng, tai mình còn nghe tốt, mình còn được lo cho người thân mình còn được lái xe. Nói chung là hạnh phúc có mặt. Bệnh cũng không phải mất hạnh phúc, bệnh mà có thuốc chữa là hạnh phúc. À, rồi bệnh ăn không được nhiều mà ăn chút chút là hạnh phúc. Lạnh mà có áo lạnh mặc là hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc tràn ngập, hạnh phúc không ở đâu mà hạnh phúc cùng khắp. Quý vị có nghe cái bài hát hạnh phúc không? Nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm một tháng. Nếu không có một tháng một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, sau một đêm ngon giấc nồng nàn, chợt tôi nhìn ra đóa hoa bên thềm. À, một đóa hoa tươi. Rồi nói theo một ông nhạc sĩ Phật tử mà cổ nhạc nữa, ông nói vậy nè: thở đều theo bước thanh thời, ta mím miệng nở luôn nụ cười. Đằng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời, tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời. Quý vị thấy hạnh phúc chưa? Xin hỏi Thầy một câu hỏi: Pháp thân là gì? Xin thưa đại chúng, trong Phật Pháp có danh từ tam thân. Một là báo thân, hai là ứng thân, ba là pháp thân. Cái thân mà chúng ta đang thọ đây là báo thân. Cái thân quả báo lùn mập xấu cao vân vân, cái quả báo cái thân này gọi là báo thân. Nhưng mà trong cái báo thân này chúng ta ứng hiện làm được tất cả mọi việc. Quý vị đồng ý không? Người ta nói á,
mập sang, cao đẹp, lùn quý phái. Cỡ nào ứng thân này nó cũng có hạnh phúc của nó. Cho nên hạnh phúc là đây nè. Thấy không? Hạnh phúc là mình sao mình nhận mình là vậy. Thì cái thân mà chúng ta đang có đây là báo thân. Rồi bây giờ cái báo thân này nè, mình sử dụng được tất cả. Ví dụ như á, quý vị biểu Pháp Hòa lên nói chuyện thì Pháp Hòa cũng có thể nói chút chút. Mà bây giờ tự nhiên có một người nói nhờ thầy tụng kinh, thầy chùa cũng biết tụng kinh. Rồi bây giờ á, một lát nữa đây, ví dụ ở chùa mình Phật tử đông quá, mình có thể xuống bếp mình làm việc. Không ai rửa chén, mình rửa chén. Cái báo thân này mình sử dụng một cách linh động, thì cái thân lúc làm việc là ứng thân, ứng hóa được tất cả mọi nơi. Quý vị hiểu ý mà nói không? Thí dụ như bây giờ á, Pháp Hòa qua đây, Pháp Hòa ứng thân làm khách tăng ở thất thầy Pháp Ân. Nhưng Pháp Hòa về bên kia thì Pháp Hòa ứng thân làm cái người chủ của cái chỗ mình ở. Quý vị đến chùa ứng thân là Phật tử. Rồi về nhà mình ứng thân làm mẹ. Lúc nấu ăn, người cha ứng thân làm mẹ cho con bú ban khuya. Người cha cũng có thể ứng thân là một người bạn với vợ, chia sẻ những công việc nặng nhọc. Cho nên cái ứng thân là cái mà linh động. Chúng ta biết dùng cái báo thân này trong mọi việc. Làm mà có đau khổ không? Không đau khổ là pháp thân. Bởi vì pháp thân là thân Phật Pháp. Pháp thân là thân hiểu đạo, thân thấm nhập. Thân không đau khổ khi mình làm bất cứ việc gì, bởi vì biết mình làm mà có người có hạnh phúc. Như vậy trong tất cả chúng ta đủ ba thân: báo thân, ứng thân và pháp thân. Mà cái pháp thân này á, không phải tự nhiên mà có. Mà thật sự nó tự nhiên nó có, nhưng muốn để làm cho pháp thân này hiển lộ thì do cái tu tập của chúng ta. Pháp Hòa ví dụ như mình có cái căn là cái trên thân mình gì, thì người ta nói một câu mình nghe, hiểu không? Hiểu. Nhưng mà không có giận. Tại sao? Tại vì mình tu mà không có ngu. Không có ngu, chỉ nói móc tôi biết đó. Nhưng mà tôi tu cho nên tôi không chấp. Khi mà tôi không chấp là tôi sống được với pháp, pháp thân. Mà tôi có cái ứng thân này, tôi nghe chị nói để chị sổ. Chị sổ ra rồi chị về nhà chị khỏe đi. Tại vì chị móc tôi được câu chắc chị mừng rồi. Thôi tôi nhưng mà giờ tôi nghe xong rồi thì tôi không có để lòng. Tôi cũng làm được một cái việc là dụng cái ứng thân này một cách linh động màu nhiệm. Cho nên quý vị thường hay niệm đó: Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn. Cảm ứng. Mình cảm sao Quan Âm ứng vậy? Cho nên Đức Phật, Đức Quan Âm thiện tất cả các thân ứng theo cái mà mình muốn. Mà Ngài không có khổ à. Ngài thị hiện là một cô gái đẹp được nhiều người thương. Thì Ngài không có nói trời ơi sao khổ thế này, nhiều người thương có biết lựa ai. Nhưng mà Ngài dụng cái thân đó. Bây giờ một cô gái mà lấy nhiều chồng đâu có được. Thôi bây giờ mấy anh chịu khó học chú Đại Bi. Anh nào học chú Đại Bi về đây tôi lấy làm chồng. Nguyên làng đó mấy anh chàng trai học chú Đại Bi. Cổ nói trời giờ cả làng mấy anh học thuộc chú Đại Bi, không lẽ tôi lấy hết cả làng. Thôi giờ anh nào thuộc thêm Bát Nhã Tâm Kinh tôi lấy làm chồng. Nhờ dụng cái ứng cái báo thân đẹp của cô, dụ hết mấy anh tu. Mà khi mấy anh thấm nhập được Phật Pháp rồi thì sao, khỏi cần gì nữa hết. Quý vị hiểu ý được ba thân không? Báo thân, ứng thân. Cái ứng thân còn có một cái tên nữa gọi là gì? Thọ dụng thân. Mình có cái thân này mà mình thọ dụng đúng mức. Thay vì bây giờ nè, sống tới 40, 50 tuổi mình nghiệm lại coi 50 năm qua mình sống thế nào. Không có làm lợi gì hết, thôi giờ cố gắng. Phải không? Thời gian mình có được á, thâu băng giảng cho người ta nghe, nói điều lành, điều phải cho người ta nghe. Đó, quý Phật tử đi chùa công quả đó là dụng cái thân đúng cách đó. Thấy không? Thay vì mình cả hai ngón này nè, mình kẹp cái điếu thuốc mình ấy, rồi cái mình bị người ta nó hút, mình hút xong bây giờ mình hiểu đạo rồi,
mình biết rằng hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi, tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Bây giờ mình bỏ được cái điếu thuốc á, mình bỏ được cái đó đó, mình bỏ được cái đó thì mình ứng cái thân gì? Thân không hút thuốc. Mà bây giờ mình không hút thuốc, mình thấy khỏe ghê vậy. Không tốn tiền mà không ai bị phiền hà với mình hết. Sống được với cái pháp thân. Cho nên mình có cái thân này một cách rất linh động.